gân cao su ấy, gân này nó đánh sâu, gân nó to này, rộng. Thế quả này anh Tiệp này nhưng tiền môi giới lại được 5 cm rồi. Bản gân rộng. Đéo người ta gì quan đéo thì môi giới. Dương về bên loa này đây, không bao giờ thoát khỏi bàn tay Hoàng Tiệp luôn. Mày điên này to lắm, tự mua to lắm rồi. Mua to. Thế đâu phải chơi gân cao su thì mới đánh nhỉ? Đến với Hoàng Tiệp chúng ta sẽ nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp. Mày đi mẹ đi giang rồi về ăn cơm đi. Em gì? Mày toàn thế mày còn cáo cho mày. Hai cái loa lời của 802 chuyện tình của tôi tan vỡ từ lâu rồi, tưởng không bao giờ còn nhớ, nhưng bỗng một hôm trên đường ra phố thì tôi gặp người yêu. Quay mặt bước đi như không hề quen biết, cũng đôi mắt này năm xưa lạc vào hồn tôi, trong những đêm không ngủ, trong đợt nhìn khói thuốc bay. Em dĩ vãng đôi mình được dệt thành bao kỷ niệm từ khi mới quen. Người tình của tôi xa cách từ bao ngày, tưởng không bao giờ gặp.